Đây, ba hàng này là bây giờ là xong là thu hồi được đúng không? Đúng rồi, thằng anh lấy bằng của nó là đến đây là bằng là thu hồi nhé. Và ở đây thì là thanh sắt này là hôm qua là mấy anh em thợ là chạy các bác. Cái phần ở trên khung cửa của bác nhé thì là cháu lên vấn đề là mao thoáng rất là dài. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho Lực xin được gửi một lời chúc tốt đẹp, mạnh khỏe tới tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở ngôi nhà hai ông cháu của bác ạ. Và thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng xuống và chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu đấy các bác, thì rất là nhiều các bác và đặc biệt là trong đó có hai chị là Nguyệt Thúy là giúp đỡ cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà. Và đến cái thời điểm hiện tại các bác thì hầu như là mấy anh em thợ cũng đã xây là chuẩn bị là thu hồi rồi các bác ạ. Đấy, đến sáng hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cập nhật cái tiến độ của mấy anh em thợ là tới là làm nhà tới đâu rồi để mà chia sẻ lên cho các bác cùng biết. Thì sáng hôm nay thì cháu Lực xuống khá là sớm cho nên là có mua một chút bún về để một chút là nấu ăn sáng cùng với lại là đội thợ. Đấy, thời tiết thì dạo này các bác thì lúc nắng lúc mưa. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là lúc nắng thì cũng rất là nắng, còn là lúc mưa thì cũng rất là mưa các bác ạ. Đấy, đến buổi sáng sớm này, bây giờ thì đâu đó tầm độ là 7 giờ sáng thôi mà thời tiết nhìn trông như cứ như kiểu là tầm độ 11, 12 giờ trưa rồi đấy các bác ạ. Có lẽ là mấy anh em thợ là đang nấu ăn sáng sao rồi các bác. Có hôm thì mấy anh em thợ là ăn sáng ở đây, có hôm thì mấy anh em thợ là ăn sáng từ trên nhà xuống, và buổi trưa thì hầu như là mấy anh em thợ là ăn trưa ở đây là nhiều cả các bác ạ. Thấy là ông trồng ở đây một cây ớt này của bác này, nhưng mà cây ớt này thì có vẻ như là hết quả rồi. Đấy, thời gian di chuyển lại nhiều quá, thế là gạch đập nước. Nhà ông thì có hai con chó, con này là con mẹ này của bác này, nhưng mà con này con của nó không giống với con mẹ lắm, nó chuyển sang màu trắng hoàn toàn luôn rồi, chắc là giống bố. Chỗ này ông làm gì đâu? Chắc xi vào á? Để không nó bị ấy không à? Có vẻ chỗ này là ngày một lún lún vào trong ấy ông nhỉ? Cái chỗ đất này thì là nhìn có một chút là đất thôi bác, nhưng mà hoàn toàn nó là thuộc dạng như là đất cát là nhiều hơn. Vâng. Cứ có nước một chút là nó bắt đầu là lún lún đi ông nhỉ? Thế đất này thì nó giống như là đất của nhà hai anh em Hưng Thuận đấy không á? Đất là mới, nó mới đào thành ra là nó hay là bị sạt như thế. Ăn sáng đi anh Phong ơi. Ăn sáng chưa? Ăn rồi à? Thế bún này mua về làm gì đây anh? Tí nấu à? Hơi sâu à?
Ông thì có hôm qua có vui quá chén không? Ông không lấy mũ để đội à? Ra nắng ra nước này là ông phải đội mũ vào chứ để không là mấy nữa ông lại bị cảm ấy, say nắng ấy. Chỗ này thì không phải là chảy quanh năm đâu ông nhỉ, chỗ này ấy. Vâng, đây ông gửi một lời chào tới các bác nào. Các bác có kỳ á. Hôm nay thì ông ở nhà làm gì không? Đi chỗ mèo đi họp rồi lấy cỏ. Thế là ông cũng vừa đi lấy cỏ về thôi à? Ông không cho cùng bố Quyết để đi à? Bố Quyết đi làm rồi á? Đây ông cầm bún này ra để bên kia tí không? Vâng. Sáng nay ông mấy giờ đưa Mạnh đi học? 6:20. 6:20 à? Vâng đây. Rồi đến chi để cho nó cùng Quyết chỉ nó đi. Thế là ông đưa đi một đoạn thôi à? Chỗ này thì có vẻ như là không dám đi qua nữa các bác. Đi qua là nó bị nứt. Vâng. Chỗ này thì cũng bị sạt tương đối là khá là nhiều rồi. Cứ có nước xuống là nó bị cuốn cuốn xuống các bác. Đây xì thì vẫn để đây là không có bị ảnh hưởng gì cả. Đây cho là nước chè của anh em thợ này. Vẫn còn vừa pha hả ông? Vẫn còn khá là nóng. Sau khi mà ăn dằm xong các bác thì mấy anh em đội thợ lại tiếp tục lại cái công việc đi vào hoàn thiện cho hai ông cháu. Có vẻ như là hôm nay xuống là có vẻ như là thiếu chú toán hay sao ấy nhỉ anh Phòng nhỉ? Hôm nay có vẻ thiếu chú toán hay sao ấy? Chú toán ở sau à? Dạ. Cái gì không? Nhà của hai ông cháu thì là cho lực ghi hình các bác có nhìn thấy rồi, rằng là lên một cái bức tường là khá là cao rồi các bác. Đấy, cửa những cái cửa sổ này kia thì cũng đã lên gọi là lên khung hình hết rồi. Thời tiết hôm nay có vẻ như là nắng hơn anh Phòng nhỉ? Đây là bây giờ chắc cứng cáp hết rồi anh nhỉ? Nhảy thoải mái em á? Đi trên là đi lại thoải mái rồi đúng không? Chú Toán là đi muộn hơn à? Chú Toán là có làm thêm một cái kia một chức vụ gì ở thôn đấy các bác? Hôm nay hình như là trên sáng người ta thi hội thôn, hội gì đấy? Đây là xây đến tầm chỗ nào thì thu hồi được anh bây giờ ấy? Hết 3 hàng này là thu hồi. Hết 3 hàng á? Là 3 hàng này thôi đúng không? Xoay nhờ, không mít. Đây 3 hàng này là bây giờ là xong là thu hồi được đúng không? Đúng rồi, xong mà anh lấy cái bằng của nó là đến đây là bằng là thu hồi nhé. Và thêm 3 hàng gạch đấy, 3 hàng gạch này nữa là
cả lên là thu hồi được rồi các bác ạ. Ồ à, smoke mà. Cũng sau độ tầm là ăn tôn mười mấy ngày thi công các bác. Thì đến hôm tôn nay tổng. Thì các bác nhìn thấy là một cái thành quả cũng khá là nhiều rồi. Các bác nhìn thấy là phòng nào là ra phòng đấy rồi. Và ở đây thì là thanh sắt này là hôm qua là mấy anh em thợ là chạy các bác. Cái này thì là cũng lựa chọn là sắt 6 để mà chạy đúng không á, cũng không có lựa chọn cái sắt lớn để chạy nữa. Cái này thì nó là khóa tường lại và sau này nó không bị là nứt một chút nào. Cái phần ở trên khung cửa của bác nhé thì là cháu lên vấn đề là ma ô thoáng rất là dài. Cái ô thoáng này là chiều dài của nó là bao nhiêu anh? Mấy phân? 55 55 phân à? Đúng rồi. Chiều rộng của nó? Chiều ngang là 55. Còn chiều kia thì hôm qua chưa đo anh để 2 gạch chắc cũng 20 gì đấy. Gần 20 gì đấy. Tức là 2 gạch là một hàng là rơi vào tầm 5 phân đúng không? Đúng. Thế là tầm 10 phân. 10 phân với lại 15 phân. Còn trong nhà vệ sinh thì cũng có ô thoáng hết các bác nhé. Ở đây thì là chống lực là để ô thoáng khá là ít thôi các bác. Ở trên những cái thanh cửa sổ ở đây các bác này thì là không có để là ô thoáng nữa. Ở trên trong nhà này để ô thoáng nhìn nó cũng chả đẹp. Trong nào anh? Đây, nếu mà những cái cửa này này, cửa này. Những cửa này thì là không để ô thoáng được này. Để trong nó xấu quá. Này là sẽ gồm có 3 cái mái của bác nhé, cái này ấy. Chú Toán rất là đi làm buổi chiều đúng không anh? Đúng rồi, chiều chắc chiều nó mới ra, sáng nó bảo nó đi đấy, có tí điểm. Thế là hai vợ chồng anh ra trước rồi à? Đúng rồi. Trời nắng thì tranh thủ thôi, chạy đua với. Thời gian này ở trong làng cũng không có gì để làm mấy anh nhỉ, thời gian này ấy. Có đấy, thời gian này ví dụ là người ta lại chuẩn bị làm nhà bây giờ ấy. Nhưng mà có nghĩa là những công việc đồng áng ở trên nhà mình ấy. À không. Một mình anh thì xay liệu hết 2 bao xi buổi sáng ấy. Anh còn chưa biết được sáng có mải mũi mình trên đánh thằng Bằng này chạy đi chạy về. Kéo cái thằng Bằng à anh? Đúng rồi, hay đánh cái thằng Bằng. Ôi giời ơi. Ô thoáng này bây giờ trên này gỡ được chưa anh hay là cứ kệ nó? Cái này bây giờ cũng gỡ được mà, gỡ được thoải mái mà. Hôm qua anh có để sắt mà. Vâng. Sắt mà. Bây giờ cái thanh sang cửa này thì là rất là to các bác nhá. Ở đâu đó là tầm độ 15 phân đấy. Nay mà một mình làm kéo cái dây cước này kéo đi kéo lại, đi lại lại cũng không tiện mấy anh nhờ. Đúng rồi. Mỗi người đầu tiện hơn. Chứ đằng này một mình. Anh, hồi anh cái chống cái dây cước bên kia tí nhỉ? Chống lên đâu anh? Đấy, em xem chỗ nào xỏ được em xỏ cho nó căng dây cước của anh ấy. Được chưa anh? Nữa đi em ơi, cứ kéo thoải mái đi, chưa căng đâu. Đó. Ờ. Ây à. Ui giời. Mua một mình chạy đầu này đầu kia vớt phết đấy. Sao em ấy máy không được anh nhỉ? Thế đây, để anh ấy. Không nhìn thấy. Thôi, em thả đi. Bây giờ là đến đoạn này nhá. Bằng tất cả bằng đây là thu hồi nhá. Bây giờ xây bằng cái khẩu đấy hết là thu hồi đúng không anh? Đúng rồi, là thu lên 3 cái hồi đấy. Có vẻ như là xây này là bắt góc trước rồi mới xây lên đấy nhở? Đúng rồi.
Đấy là xay, các anh là xay góc này với lại là góc kia trước của bác. Xong thì mình xay hết ra phía bên này này. Ê, anh nhờ tí, lấy hộ anh cái hòn gạch ha. To nhỏ anh. Hòn nào cũng được, anh đóng cái này, vẫn cầm cái búa. Ôi giời, thế là ổn rồi. Tường này thì là những cái mạch vữa nó khô rồi thì ạ. À, đi lại là thoải mái được không á? Thời tiết mà không có nắng thì cũng mấy cái mạch vữa rất là lâu khô. Thưa các bác, sau khi mà trong quá trình xây dựng ấy, thì là có rất là nhiều những cái vỏ bao, cho nên là bây giờ cháu Lực sẽ cùng ông để mà dọn dẹp lại. Ông xem là những cái vỏ nào không dùng đến đấy ông ạ. Để nó phơi khô đi xong là chiều ông gom anh đốt đi, chứ không làm mấy nữa. Đến lúc mà hoàn thiện nhà ấy, thì là hôm nào mình cũng phải dọn nhà ấy, dọn mấy hôm liền. Mấy cái tấm đấy là chắc mấy anh thợ còn dùng ấy. Ông gom lại để một chỗ này đây. Đấy, những cái này ông để ra bên này cho mấy anh em thợ. Những cái vỏ bao này ông, vỏ bao rách này. Mấy nữa mà hoàn thiện nó mới không có nhiều vỏ bao ông ạ. Ấy cái này không? Cái này đốt đi được rồi. Cắt của mấy anh em thợ thì là hiện tại là còn là một chút là phía bên này thôi các bác. Có lẽ là đủ xay thôi, còn cắt chắt thì là chưa có đủ. Cái chỗ này có vẻ như là bị nước nó cuốn hết đất đi đâu nhỉ? Để phơi đây xong rồi mấy nước khô đốt luôn nhau ạ. Ở đây có một cái đu này không? Ừ. Đây này. Cái vỏ bao này có để lại cái gì không? Để nó kia đây. Để lập trồng lần nữa. Thế cái này chắc không mang đốt được chưa ông? Vâng. Cái nào mà bị không thủng đít thì ông để lại đây cho mấy anh em thợ, mấy nữa mấy anh em thợ là bỏ cát đấy không? Bao này có vẻ xé dễ dàng không nhỉ? Rồi cái này là phải tháo rồi không? Cái nào còn lành thì ông kệ đi ông. Cái nào còn lành nhá. Mày nữa cho mấy anh em thợ là chở cát đi ông. Cái đấy ông không xé ra nữa. Ông để gọn ra cho để gọn ra một chỗ để trên kia kìa ông, trên tấm tôn kìa. Mày nữa lấy cái vào này chở cát luôn anh phòng nhỉ? Vâng.
Mày nó lấy cái bao này chở cát luôn nhờ. Không biết chắc. Tí nó chiều khô thì ông gom mấy cái này đốt đốt trước không ạ? Đây. Mấy cái giấy này, còn là mấy cái bao nào mà còn lành lành thì là ông để lại cho mấy em thợ mấy nữa chở cát. Bây giờ thì ông với lại Mạnh thì đang gặp một chút là khó khăn về cái vấn đề mà kéo điện của bác ạ. Kéo điện ở đây thì là nếu mà nhà ông ấy thì kéo là trên phía bìa rừng cái va của bác. Hôm nọ thì cũng xin rồi nhưng mà các bác ở trên kia thì cũng cho rồi. Đấy bây giờ chỉ gặp khó khăn một chỗ là xin giấy tờ kéo điện ấy, xin chưa có được. Ông là bây giờ là vẫn còn cái định danh của ông là chưa có đúng, thành ra là phải đi làm lại cái số điện thoại trước ông mua để mà làm cái định danh ấy, nhưng mà người ta cầm đi mất rồi. Đấy, bây giờ thì lại phải đổi lại. Hôm nọ ông lên trên xá thì người ta bảo là giấy tờ của ông thì vẫn chưa được à ông? Vâng, chưa được. Mỗi lần mà ông đi đi lại lại từ đây lên trên xá thì phải nói là cũng một cái phải nói là đi là nguyên mất một buổi sáng luôn các bác ạ. Ông vào trong nhà xem là có không ông? Chỗ này là buổi chiều này nó khô hẳn thì ông gom ông đốt đấy. Mấy cái vỏ đấy để kệ đi ông ơi. Cái vỏ trong kia kìa ông. Trong này thì mấy cái vỏ bao ở trên này thì kệ cho mấy anh em thợ đi. Nhặt mấy cái nào ở trong dưới đất này thôi. Liệu rằng một tí có mưa không anh? Anh không biết được. Ồ, trên kia lại thấy là mây đen lại kéo đến rồi. Làn giáo này thấp quá, đi lại cũng khó rồi nhỉ. Làn giáo này chắc bây giờ phải chắt xong thì mới bỏ chứ anh. Chắt xong rồi mới bỏ ra. Vâng. Thế là máy nứa đấy mà thu hồi xong thì lập là chắt cái phần thu hồi trước chứ. Cháu của ông nay lấy buộc đâu rồi? Cái công việc của ông thì cũng chỉ là ở nhà là xem những cái gì mà cần dọn dẹp thì ông sẽ dọn dẹp trước để chứ tránh cái trường hợp mà sau này khi mà đi vào hoàn thiện xong nhà đấy các bác thì có những cái vỏ bao này, giấy rác này nó bị lấp ở dưới đất khá là nhiều. Thực ra là hôm nào cũng phải dọn dẹp. Nào xem này, trời nắng thì tí nữa trời nắng thì ông đốt mấy cái rác này đi ông nhá. Cái này thì nó phân hủy được nhưng mà cái bao này nó sẽ phân rất là lâu đấy. Bây giờ thì tầm độ một tháng thôi là buổi tối hai ông cháu sẽ không phải ngủ ở cái ngôi nhà bên này nữa các bác, mà sẽ chuyển ra một ngôi nhà ở phía bên trước mặt của cháu Lực này các bác này. Một ngôi nhà mà phải nói là cái ngôi nhà này cũng là ngôi nhà đầu tiên ở cái bản này mà lên bằng gạch mà có sắt các bác. Và ở đây thì hầu như là nhà nào cũng thế, người ta toàn là dựng
nhà gỗ thôi. Bây giờ các bác nhìn thấy ra phía bên quả đồi bên kia có một cái ngôi nhà. Đây có một ngôi nhà cho lực zoom lên. Thì các bác nhìn thấy có một cái chòm chòm nhỏ nhỏ. Đấy nó cũng là nhà. Đấy, hầu như là nằm gọi là giữa rừng luôn. Nằm giữa một quả đồi luôn. Này là sau mấy nữa mà chắc là phải hót ở đấy thêm một chút đấy ông ạ. Tại vì là bên kia là nó bị sạt xuống đấy. Chỗ này là mấy nữa nếu mà ông muốn đi lại cho nó dễ dàng ấy, ông phải đào làm đường không ạ? Làm cái bậc thang nó to ấy nhỉ? Thì nó sẽ có nó đi lại dễ dàng hơn. Chỗ này là mạnh là vẫn còn trèo được lên thoải mái đấy các bác. Và đi cũng không hề khó một chút nào. Ôi ở dưới này là có vẻ như là loại này là loại lúa mới à ông? Sao nó có bông rồi này? Ra phía bên kia thì không thấy có bông đâu nhá các bác nhá. Còn ra phía bên này thì mới nhìn thấy có bông này. Có còn ngọt đấy. Cái đấy là cái cú đúng không? Cái gốc của cái vụ năm trước đúng không? Bảo là và thao mà nhìn thấy là hơi kỳ lạ một chút của bác ạ. Phía bên này thì có mấy chỗ thì có bông rồi, ra phía bên kia thì không thấy có bông cả. Đấy, mạnh thì ở nhà là chuyên gia là đi lấy gạch về để mà xếp như này này của bác này. Đấy, trẻ con thì cũng không có biết là nói rồi nói nhưng mà nó nói rồi nhưng mà kiểu vẫn có lúc là vẫn nghịch một chút đấy. Hôm nay cũng sáng buổi sáng hôm nay thì cũng chỉ có là vợ chồng của anh phòng là qua làm thôi, còn là vợ chồng của chú Toán thì sáng nay là bận một chút việc thành ra là không có đi ra được. Mấy đội thợ thì làm đến đâu thì đều là dùng cái tấm tận dụng lại những cái tấm bạt hay là những cái vỏ bao xi măng để mà hứng lại cái phần vứa đấy các bác. Ông lấy gạch lên nào ông? Đây là chắc là mạnh là ra đấy để xếp làm nhà đấy ông nhỉ? Có miệng cái do ấy. Vâng. Thế mày thì cứ đòi ra để mà xây nhà thôi. Xong là cầm gạch ra để hết phía bên ngoài này. Cái gạch của nhà ông cháu thì bây giờ cũng dần dần là hết rồi các bác. Còn mấy cái viên gạch là nó bị vỡ làm đôi thôi. Thì vẫn đang tận dụng để mà làm cái phần thu hồi. Đến lúc thu hồi thì mấy anh em thợ sẽ phải là cưa gạch khá là nhiều. Để mà vận chuyển được một hai cái viên gạch xuống cái nền nhà của hai ông cháu thì phải nói là mua gạch đã dễ rồi nhưng mà mua gạch đã khó rồi, vận chuyển gạch lại càng khó hơn các bác ạ.
chị vay phòng chắc là hết chỗ vứa này chắc là cũng nghỉ trưa mà. Này hôm nọ nếu mà kè tận ra bên kia thì không bị như thế đâu ông nhỉ? Nước xuống đây. Chỗ này thì hôm nọ là kè bằng thủ công cho nên là kè mới có đến đây thôi bác. Thì ra là nước mưa xuống nó bị sạt đi rất là nhiều. Đấy là phía bên hông nhà của ông thì vẫn còn một cái khoảng là rất là rộng các bác nhá. Khoảng này thì cháu Đức cũng đã nói lên trên video rồi. Và sau này thì có thể là làm cho hai ông cháu là ở đây một cái bếp bằng cái bếp củi đó các bác. Tận dụng lại những cái tấm ván gỗ của hôm trước với lại thêm là đi lên trên rừng để mà cưa cây về. Này là nó bị dính hết ra cái đất không nhỉ? Nhưng kiểu nó bị mọc rêu sao đấy không ạ? Mạnh là đến buổi trưa này, buổi trưa thì ông đi đón hay là Mạnh là cùng Quyết về? Quyết về. À, thế là hai thanh niên là khác biết cùng Quyết về đúng không? Quyết chị nó cũng đi mà. À, chị nó cũng học trường ở đấy à? Cùng đi đời cứ đến được nghỉ chủ đi Quyết về. À. Nó chưa học đâu. À, thế là đi đón Quyết đúng không? Cùng đi phải đời đến nghỉ về mới về. À, thế là. Thế là chị của Quyết là đi là phải đợi Quyết nghỉ thì mới về á? Vâng. Thế là cả Mạnh là cũng cùng về luôn đúng không? Vâng. Có hôm thì là ông đi đưa Mạnh đi học các bác. Thì nếu mà hôm trước là lấy được cỏ về để nhà hết là đến buổi trưa là cũng phải đợi là Mạnh là học nghỉ xong thì mới cùng Mạnh là đi về. Với nhà ông này thì có nhiều dín lắm rồi nhỉ? Với lại là nóng, với lại là nóng hơn rất là nhiều các bác ở dưới khu nhà ông ấy. Nó thuộc dạng là ẩm hơn. Cạch này ông phải xếp ra kia không? Ông xếp đây là tí về Mạnh lại đem đi xuống kia để mà lại xúc đất vào để xay á. Vâng. Đây, ngôi nhà thì là ngày một là hoàn thiện là nhiều hơn rồi các bác. Này tầm độ sang tuần sau là có khi là được lầm mái đấy anh nhỉ? Bây giờ xây lên cái là xây hồi lên là lập được mà. Vâng, nhưng mà phải chắt cái phần là thu hồi kia. Xong thì lập mấy nữa anh chắt mới không khó, mới chắt mới dễ. Để lấy cất nữa, cất hết rồi. Dạ. Cắt một tí đi. Cắt này thì chắc là cắt này vẫn còn đủ xay. Dưới kia còn một tí nữa kìa. Và cái phần móng này của bác này, móng này thì sẽ gồm là chả. Cầm phải cái này bật mà nó tuột ra một tí. Đang nói đến cái phần móng này của bác này, phần móng thì là bên trong sẽ bao gồm là cả cát này, cả sỏi nữa. Sỏi này thì là sỏi mà lấy ở suối về. Còn tốt hơn cả đá xanh nữa. Có lý gì đấy. Hay, buổi sáng hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là cập nhật cho các bác. Là cũng biết là cái tiến độ làm nhà của ba ông cháu
cho tất cả các bác ở trên kênh là cùng biết rồi. Mấy anh em đội thợ hôm nay là cũng chỉ có là vợ chồng của anh Phong là đi làm được thôi. Còn là vợ chồng của chú Toán thì hôm nay lại bận mất. Cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và rất cảm ơn các bác trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng với cháu Lực ở trên cái chặng đường thiện nguyện. Rất là mong trong một thời gian tới sẽ nhận được cái sự yêu quý của các bác tới cho cháu Lực, cũng như là những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ, hay là những cái mảnh đời mà còn là khó khăn, những cái mảnh đời mà thiếu tình yêu thương của người mẹ, người bố, của ông, của bà. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các em, các chị ạ. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút, thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông, uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ui, gà rất là mạnh. Đấy. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ui. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Các bác các chị thì ra lúc này nếu mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi, các chị liên quan đến biến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị, các em các chị bình nước thôi, không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị, các bác. Xin cảm ơn.